Cơn mưa lớn chiều 2 tháng 6 năm 2022 làm nhiều tuyến đường ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh ngập sâu trong nước. Trong đó, nhiều phương tiện khi di chuyển trên đường Lê Lai, đoạn qua công viên 23 tháng 9, quận 1 bị chết máy. Người tham gia giao thông phải đẩy bộ tìm chỗ cao để sửa xe. Cái lắp bộ đoạn thôi, giờ nước nó ra, đạp nó chạy lại, giờ cho máy nó đổ. Bây giờ bác có hay bị trường hợp mà ta đi gặp nước như thế này không ạ? Lâu bị vậy, bữa nay mưa lớn mới bị, khi nào thấy ngập vậy nó chạy lên lề vậy, nổ máy hoài vậy cho nó ấy, nó ra nước nó trong thời gian. Đấy, chạy qua bên chợ Bến Thành rồi bên kia đó, thì bên kia nó đã ngập rồi, sợ mới chạy ghẻ qua đây, giờ bên đây nó ngập còn hơn nữa, ở đây thì ngập hoài rồi, xe kia chết máy nữa rồi, tắt máy cái là thua rồi, tắt máy cái là chết rồi. Xe này không dám tắt máy nước lại nước vô chết máy. Mưa lớn và nước ngập khiến nhiều chỗ trên các tuyến đường ở trung tâm thành phố không thể phân biệt được vỉa hè và lòng đường. Nhiều người chấp nhận tấp vào những chỗ cao hơn chờ bớt mưa và nước rút để có thể di chuyển tiếp. Một số người dân đã phải đội mưa thông các cống thoát để nước rút nhanh hơn, đồng thời họ cũng nhắc nhở người đi đường tránh bị sập cống nguy hiểm. Thời điểm ngập vào giờ tan tầm, lượng người di chuyển đông khiến cho nhiều đoạn bị ùn tắc. Lực lượng chức năng cũng phải có mặt tại các giao lộ để điều tiết giao thông. Nhiều phương tiện lớn khi đi qua đoạn đường này trong thời điểm mưa lớn, ngập sâu, tạo nên những con sóng tràn vào các nhà dân. Một số cửa hàng nhà dân phải dùng ván hay các bao cát để che chắn. Thay vì buôn bán, họ phải tạm đóng cửa chờ khi nước rút bớt và dùng chổi quét bớt rác, bùn để không động lại trước nhà.